theo Ủy ban Nhân dân xã Vạn Thạnh, Khánh Hòa, trên địa bàn xã có khoảng 898 hộ nuôi, với 34.560 ô lồng các loại, trong đó khoảng 90% hộ nuôi tôm hùm bông. Con giống được mua từ các chủ ươm giống tại Phú Yên, nguồn gốc giống được nhập từ nước ngoài. Theo người dân, nhiệt độ nước tại khu vực nuôi nóng hơn so với cùng kỳ năm 2023, thỉnh thoảng khi có gió to hoặc dòng chảy ở đáy mạnh khiến nước ở tầng đáy xì lên tầng mặt, màu nước bạc và đục. Tại vùng nuôi xã Vạn Hưng có khoảng 4.200 lồng, chủ yếu nuôi tôm hùm xanh. Con giống được người nuôi mua qua các thương lái tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. Tình hình tôm hùm chết khoảng 1 tháng trở lại đây. Khu vực Mũi Nai, thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh có hiện tượng tôm hùm chết rải rác. Tôm bị chết là tôm hùm bông, với dấu hiệu đen mang, đỏ thân. Tại thôn Xuân Vinh, xã Vạn Hưng, tôm chết là tôm hùm xanh, có biểu hiện đen mang, đỏ thân và nghi bệnh sữa. Khi phát hiện tôm có dấu hiệu bệnh và chết, người nuôi thu gom và đưa vào bờ bán cho thương lái. Theo kết luận của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3, nguyên nhân tôm chết là do nhiệt độ nước tại vùng khảo sát thời gian qua cao hơn so với cùng kỳ năm 2023, làm gia tăng khả năng phát triển của các tác nhân gây bệnh cho tôm hùm. Qua kiểm nghiệm đã tìm thấy nấm Fusarium SP trong tơ mang tôm hùm bông. Đây rất có thể là tác nhân nguyên phát gây khó khăn trong việc hô hấp của tôm, làm tôm thiếu oxy và chết rải rác ở vùng nuôi Mũi Nai. Ngoài ra, hàm lượng oxy hòa tan trong nước ở tầng đáy thấp, nhiệt độ nước cao so với cùng kỳ, cùng với việc thả tôm với mật độ dày, giai đoạn thời tiết đang chuyển mùa đã làm sức đề kháng của tôm giảm, yếu và dễ mắc bệnh.